Rồi, Out to Style xin mến chào các bạn. Ngày hôm nay là ngày 29 tháng 11, trong những ngày cũng gần cuối năm rồi ha. Xưởng Out to Style bên mình cũng khá đông xe. Một số xe đến làm đồng sơn, một số xe của Mitsubishi đến nâng cấp. Những cái món cũng rất cần thiết khi mà mua xe khỏi hãng. Và quan trọng nhất là những cái dòng xe Ford. Chuyên gia bên mình là chuyên về dòng xe Ford ha. Anh khách về Raptor, về Territory, về RS, về Ranger. Đầy đủ tất cả các mẫu luôn ha. Ghé bên Out to Style mình ủng hộ. Bây giờ mình sẽ đi một vòng bên xưởng xem có gì nha. Mình sẽ chia sẻ từ cái góc trước nha các bạn, cho các bạn dễ xem. Rồi, ở góc này thì chúng ta sẽ thấy được hai xe Mitsubishi và xe RS. Xe này thì mình cũng có cái gói là KK vệ sinh nội thất, ngoại thất, khoang máy để chuẩn bị dọn xe đi ăn Tết ha. Còn bên đây là dòng xe Mitsubishi các bạn. Anh khách là vừa lấy xe ra khỏi hãng cũng thì cũng làm một số món cũng rất cần thiết, giống như là ghế trực điện hàng 2, nắp thùng, camera 360, camera toàn cảnh các bạn. Và một số chi tiết về KK, về phủ gầm, phủ xe biết ha các bạn. Đó, các bạn muốn nâng cấp xe về Mitsubishi, những dòng xe bán tải giống như Mitsubishi, Nissan Navara, Toyota Hilux cũng đến Auto Style bên mình được luôn nha. Rồi, còn góc này thì mình đang nhận cái job về xe Raptor các bạn. Xe này thì làm những cái món cũng rất cơ bản luôn ha. Giống như là tuy thể lực, mở nắp capo, nắp thùng cuộn điện, băng la mui các bạn, băng la mui dòng nhôm ha các bạn. Một số chi tiết về lo trung tâm, về ghế trực điện hàng 2. Đó, một số chi tiết mình nghĩ xe Raptor nào cũng nên làm khi mà chúng ta vừa mới lấy xe khỏi hãng luôn ha. Đặc biệt những dòng xe Ford của mình là chuyên sâu luôn các bạn. Những cái mã về xe Ford Raptor, về tất cả những chi tiết về nội thất, về ngoại thất, về đồ chơi xe, những cái món mà Raptor nào cũng cần. Giống như phim cách nhiệt, những cái món mà thuộc về cảm xúc, hỗ trợ tiện nghi người lái với mình hợp Antabox, bên Auto Star mình cũng đầy đủ luôn ha. Và có một số món là chuyên sâu hơn, là về nâng cấp về hạng nặng các bạn, về phuộc, về mâm, về lớp, những cái món cao cấp hơn ha. Bên mình cũng sẵn sàng đáp ứng được những cái nhu cầu khách hàng luôn ha các bạn. Bốn góc nè. Rồi, đây là những chi tiết về cuộn điện Hummer và cái nắp thùng cuộn điện mình đang chuẩn bị giao cho anh khách trên xe Ford Raptor nha các bạn. Trong những mã cũng rất xịn sò của nhà Hummer luôn các bạn. Thankfully hiện nay là đang trái hàng trên thị trường luôn các bạn. Fully này là Fully của dòng 2023, được thiết kế chuẩn với lại sai ốc, sai vị trí ở lỗ của dòng xe Ranger 2023 luôn các bạn. Chúng ta lắp từ cái mẫu 2021 qua thì nó sẽ không đúng với lại cái bát lỗ nha các bạn. Rồi chúng ta đi từ góc này thì các bạn sẽ đúng từ cái góc lỗ luôn rồi. Đây. Trong những cái mã thanh của Hummer rất xịn sò luôn các bạn. Hummer thì chữ ở đây màu trắng ha. Khi nào có đèn lên thì chữ này nó sẽ lên chữ màu đỏ ha. Và được thiết kế bề mặt sơn cũng khá là tinh xảo với những cái đường cắt rất đẹp luôn các bạn. Hummer của dòng 2023 được tinh chỉnh lại rất nhiều luôn. Nó vừa thon gọn và nó đúng vị trí của lỗ ốc luôn các bạn. Còn đây là cái nắp thùng cuộn điện. Mình đang chuẩn bị lắp cho anh khách các bạn. Nắp thùng cuộn điện có option ha. Trong này thì chúng ta có thể tắt mở qua app được các bạn. Đó. Option 4x4 tắt mở qua app được. Chúng ta cũng có thể có những cái nút mở nhanh trên thùng được luôn các bạn. Đây, vị trí thùng. Vị trí này nữa các bạn. Đây, vị trí này. Chúng ta có thể tắt mở nhanh qua vị trí này được ha. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng qua chìa khóa, qua nhờ một số chi tiết khác luôn các bạn. Nút mở nhanh ở sau thùng nữa ha. Rồi, đây là cái quá trình của anh em mình xưởng Auto Style hoạt động của những ngày gần cuối tháng 11 các bạn. Đó, khách hàng có nhu cầu nâng cấp xe, độ xe về Ford mình quá chuyên sâu rồi ha. Rồi, ở cái góc này thì có cái dòng xe RS các bạn, trong những cái màu mà chưa có mặt tại Việt Nam luôn. Màu xám xi măng, trong những mã màu mà anh khách thích những dòng xe bên Thái ấy, anh khách thích những cái mẫu đó và anh khách quyết định sơn lại nguyên con luôn, vừa mới mua ra từ hãng luôn các bạn, sơn nguyên con màu xám đó luôn ha. Và đây trong những cái gói cũng rất là hoành tráng luôn các bạn, cái gói về cái tàu inside, một cái lâu đài bên trong, về âm thanh, về những chi tiết về tiện nghi các bạn, về ba em, về ceramic, những cái gói rất cao cấp luôn để khách hàng có thể tận hưởng được những cái không gian, những cái âm thanh, những cái tiện nghi bên trong ha. Xe này thì mình không có đi về body kit các bạn, cũng không đi về mâm lớp, nhưng mà bên trong thật sự là khủng khiếp đúng không ạ. Với cái chóp hơn 100 triệu thì mình sẽ có một cái clip chi tiết để mình chuyên sâu cho cái xe này cho các bạn xem nha. Rồi, ở góc này thì mình đang nâng cấp một siêu phẩm về RS đúng không ạ. Một dùng xe RS quay chắc ha, khách nâng cấp về bộ mâm,
bộ mâm 20 rất đẹp luôn các bạn. Lớp Toyo đi cùng với đó là bộ body kit Victor ha. Victor cho mẫu Everest quay chắc các bạn. Rất đẹp luôn ha. Một số chi tiết về đài cam nửa trên đen bóng và một số chi tiết về tiện nghi bên trong nữa ha. Về loa, về tiện nghi về hộp Anabox có khá nhiều món. Với dòng xe Everest thì bên mình đang gia công cái phần body các bạn. Ở xe này thì vừa lên mâm lớp những cái dòng cũng rất xịn sò luôn ha. Anh khách còn chọn những cái mã về body Victor đi cùng với đó là mặt ga lăng thế hệ mới 2023 rất đẹp hoa vàng. Và trong những sự kết hợp sẽ khá là tuyệt vời. Mình sẽ có một cái clip review chuyên sâu về xe này nha. Đây là quá trình mà cái xưởng hôm nay của bên mình đang hoạt động các bạn. Và có nhu cầu về những chi tiết này thì ghé bên AutoStyle của mình nha. Đây là 4 bộ mâm VAS các bạn. Một trong những dòng mâm rất xịn sò bên Thái Lan luôn ha. Mâm VAS đi cùng với đó là lớp Toyo. Toyo là made in Japan luôn nha các bạn. Đây là dòng lớp gai đó. Chúng ta đi bộ combo này cực kỳ thời trang và cực kỳ đẹp luôn các bạn. Và bên Thái Lan thì nó chia làm nhiều phân khúc. Mâm Oasis, mâm Vampire thì nó cùng phân khúc ha. Mâm Lenso thì nhỉnh hơn tí. Mâm VAS thì nó sẽ nhỉnh hơn tí nữa các bạn. Trong những cái ưu điểm của nó thì trọng lượng nó nhẹ so với lại những dòng mâm khác ha. Thứ nhất là nhẹ nè các bạn. Thứ hai là được thiết kế tinh xảo với những cái đường cắt CNC rất đẹp ha các bạn. Tất cả những cái này thì mình có rất nhiều mẫu luôn. Các bạn muốn nhu cầu xem về mẫu, về giá thì cứ Zalo cho mình nha. Everest bên mình chuyên sâu các bạn. Mình đặc biệt chuyên sâu về Everest, Ranger, Raptor, những dòng xe for ha. Mình còn làm thêm nhiều hãng khác nữa ha. Đó, các bạn muốn nâng cấp xe Everest cần tìm hiểu về giá, về những cái món phụ kiện nâng cấp thì ghé bên AutoStyle bên mình nha. Bên mình cũng có nhận những dòng xe điện các bạn, đặc biệt là VinFast ha. Mình cũng làm khá là nhiều xe về VinFast. Những khách VinFast đến với mình là chuyên về những cái gói cách âm và gói âm thanh các bạn. Và đèn nữa ha, ba món hạng mục quan trọng nhất của dòng xe VinFast. Thì với xe này bên mình làm cách âm full sàn, cách âm 4 cửa, cách âm 4 hốc bánh các bạn. Và mỗi vị trí như hốc bánh mình sẽ làm 2 lớp, và cách âm full sàn mình sẽ làm 2 lớp, và cái âm cửa mình làm 3 lớp nha. Còn trong những cái mình nghĩ ai đi xe điện cũng nên làm những gói này. Thì vì khi mà chúng ta chạy xe cái tiếng rào từ cái bốn bánh dọ lên và cái gió lùa vào khoang vị trí hành khách, vị trí người lái ngồi khá nhiều hoàn toàn đó, nên chúng ta nên cách âm 3 vị trí đó ha. Ngoài ra chúng ta có thể nâng cấp thêm dàn âm thanh súp điện gập ghế các bạn, và dàn ánh sáng ha. Khi mà chúng ta đi xa ánh sáng cũng rất quan trọng luôn, mà gói ánh sáng của dòng xe VinFast VF8 này mình thấy là chưa đáp ứng đủ nhu cầu của anh khách, nên chúng ta có thể vô hai cặp pin laser đó, ngay vị trí đèn xin luôn. Mình nghĩ cũng rất là quan trọng luôn khi mà chúng ta đi xa. Khách hàng nào có nhu cầu về xe VinFast, nâng cấp phụ kiện về xe VinFast thì có thể ghé bên AutoStyle mình được luôn nha. Đây nè các bạn, bên mình đang thi công cách âm 2 lớp của dòng 4 hốc bánh của dòng xe VinFast nha các bạn. Mình còn thay thêm cái bộ phục AOB, dòng phục của Úc các bạn, để giúp cho xe êm ái hơn ha, nó đỡ nhịp khi mà chúng ta ngồi lên xe đó. Phương án bên mình làm là vật liệu là vai và fix, một trong những vật liệu rất xịn sò luôn của Nga các bạn. Và mình làm cách âm 2 lớp, lớp thứ nhất vô sắc xi, lớp thứ hai mình trồng lên ha. Và đặc biệt cái lồng vè của VinFast này các bạn, nó vẫn là lồng vè bằng nỉ các bạn. Đây, nó chưa phải là lồng vè bằng nhựa ha, chúng ta hoàn toàn có thể hóa nhựa lồng vè để cho giúp cho cái này chúng ta xài thường xuyên hơn, bền bỉ hơn theo thời gian nha. Đây là trong những dòng xe cũng chiến lược bên mình luôn, Ford Territory. Territory thì mình làm về ceramic các bạn, phủ gầm ha. Bên mình làm về đèn, bên mình làm về âm thanh, làm về cách ồn, cách âm chống ồn, về cấp điện đá cớp các bạn, cũng có rất nhiều món luôn chúng ta có thể làm được trên Territory ha. Ngoài những món cơ bản về cam hành trình hộp Anabox thì quá cơ bản ha các bạn. Đó, khách hàng nào mua Territory đang cần nâng cấp phụ kiện thì ghé đến AutoStyle bên mình luôn. Bên mình còn mượn thêm cái không gian của bên hông nữa các bạn, để mình chứa mấy cái xe. Thì đây là dòng xe BM ha. Bên mình cũng đang trong quá trình làm mới lại nội thất, ngoại thất để chuẩn bị cho anh khách BM ăn Tết các bạn. Còn dòng xe dưới đây của bên mình làm luôn, xe Ford Ranger quay chắc các bạn. Xe quay chắc này thì anh khách trong quá trình sử dụng thì anh bị hư cái cản các bạn. Đó, anh khách ghé bên mình để bên mình có thể xử lý lại cái phần cản body kit và sơn lại luôn. Sơn lại cản, xử lý phần bát đầu xe, một số chi tiết bên hông xe các bạn. Ở bên mình làm hết luôn nha. Bên mình có tất cả những dịch vụ về đồng, về sơn, về xử lý cản bị gãy, bị hư của những dòng body kit khác nhau luôn ha. Đó, các bạn có nhu cầu về xe, trong quá trình vận hành xe có vấn đề gì thì cũng có thể alo cho mình luôn. Theo số điện thoại là 0933 586 519. Mình sẽ làm cho các bạn nha. Anh khách này thì trong những anh khách gột của bên mình nữa các bạn, anh nâng cấp cũng khá nhiều rồi ha. Nhưng mà ngày hôm nay anh trong quá trình anh vận hành xe có một số vấn đề, anh ghé bên mình để anh sửa chữa các bạn.
về lớp nè, lớp BF nữa các bạn, về khung thể thao Bagamoy đó, và cái thùng chứa đồ anh thiết kế theo kiểu e-camper các bạn, và một số chi tiết phía sau về tem nữa các bạn. Ngoài cái việc mà bên mình bán về phụ kiện đồ chơi xe thì những vấn đề về sửa chữa phụ kiện, sửa chữa đồ chơi xe bên mình đều có nhận hàng, đều có nhận job để làm những công tác này luôn. Nên các bạn có bị hư hao hay là có những vấn đề gì trong quá trình sử dụng không còn được nguyên vẹn, không còn được mới nữa thì ghé qua AutoStyle bên mình luôn nha. Bên mình cũng chuyên làm những dòng xe bán tải các bạn, nhưng mà mình cũng ít quay clip những dòng xe bán tải mình làm nha. Nhưng nói về Mitsubishi Triton Navara Hilux thì các bạn có nhu cầu làm xe thì đến AutoStyle bên mình luôn. Thì gần cuối năm bên mình có mở thêm cái gói Kake làm đạp xe ha, làm full về nội thất, ngoại thất, khoang máy, động cơ các kiểu luôn các bạn. Thì chúng ta chuẩn bị, chúng ta đón Tết ha, của mình có làm đồng sơn luôn các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Bây giờ cũng đừng quên like, subscribe kênh YouTube của mình, kênh Bùi Quang Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.